Em thích lắm. Đây là ngày hạnh phúc nhất của em đó. Chuyện này đến với anh cũng khá bất ngờ. Nhưng có em rồi, anh sẽ đánh đổi tất cả. Thiệt không? Một người con gái yêu cuồng nhiệt như em á, thì anh làm sao có thể làm ngơ được. Nếu anh Vũ biết chuyện này thì sao? Chẳng sao cả. Còn ba má của em? Chuyện đó thì tính sao? Vậy còn chồng em nữa? Hắn chẳng bao giờ yêu em. Còn chuyện chăn gối, hắn như con gà vậy đó. Tốt nhất chúng ta nên giấu kín mối quan hệ này. Bây giờ mình về đi em. Thôi, em muốn ở lại một chút xíu nữa. Lực nhớ chỗ này không? Nhớ chứ. Chỗ này ngày xưa Tầm Gửi bị chích hụt. Xây là người hô hấp nhân tạo của Tầm Gửi chứ ai. Hồi trước á, Lực nè, Tầm Gửi, Sen, Sậy, bốn đứa tụi mình vui ha. Còn bây giờ tan đàn xẻ nghé hết rồi. Biết làm sao được. Tôi muốn làm cây tùng cây bách, nhưng nhỏ họ đã gì? Sạch những mảnh đất ở dưới chân tôi. Ba má con mới về. Sương, ủa tao tưởng mày về bên chồng mày rồi chứ. Mày đi đâu giờ này mới về? Giờ đồng hồ coi, 9-10 giờ đêm rồi đó. Má, nó đi công chuyện cho con. Đó, con đi công việc chứ con có đi chơi đâu. Hồi trưa tao điện thoại cho thằng Sậy thì nó còn mở máy. Từ chiều đến giờ nó khóa máy. Mày cũng vậy. Ủa, thằng Sậy là đứa nào? Dạ. Dạ, bạn làm ăn của anh Vũ. Con á, chỉ đi công việc với anh ấy thôi. Nè, nói thiệt đi, tại sao mày khóa máy? Em đi coi phim trong rạp thì phải khóa máy chứ làm sao. Nè, tiền của anh nè, không mẻ một đồng. Tiền công của tôi á, anh muốn trả là trả, không trả là thôi, tôi cũng không cần. Thằng Sậy đâu? Tôi đâu có biết. Lấy tiền xong á, là anh đi về. Còn tôi á thì đi mua sắm, đi coi phim. Nè, cầm đi. Đừng nói sao tao không nhắc trước cho mày. Mày cẩn thận đó, coi chừng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa đó. Anh nói vậy là ý gì? Ừ, hiểu đi. Đúng là mơ mắt quán. Chắc lâu quá nó không đi Sài Gòn nên nó muốn ở lại chơi. Có vậy mà thằng Vũ cũng hạch hỏi nữa. Bà nuông chiều nó quá, coi chừng nó hư á. Nè, cũng phải để mắt tới nó một tí á. Coi chừng bên chồng nó vài bữa qua đây á, bắt lỗi mình á. Làm gì phải bắt lỗi? Nó ở không nổi thì nó về nhà cha mẹ ruột nó ở. Chuyện này mình không bắt lỗi họ, chứ cắt cớ gì họ dám bắt lỗi mình. Bà nói như vậy á, mẹ con mà tính đi. Để tôi nghe cái lương. Mua lại thêm một chút xíu nữa. Lực cầm. Gì vậy? Tặng Lực đó. Mai mốt đi đám tiệc nhớ mặt nghe. Thôi, Tầm Gửi. Thank you.
hả? Ai vậy? Ai mà gọi tôi chi giờ này vậy? Tôi, vợ của anh đây. Cô muốn gì? Tôi chịu hết nổi rồi, tôi muốn ly dị. Muốn gì thì để mai tính, giờ cô cho tôi đi ngủ. Mất lịch sự. Alo, anh Sậy hả? Nè con. Dạ. Cắt cái này ra đi, mà thích cái món lẩu mắm này lắm á. Dạ, tôi cũng vậy á. Ồ, cắt nước sôi rồi. Dạ. Từ từ thôi con, để nó văng tùm lum á. Dạ. Rồi, đậy lại đi con. Dạ. Chờ cho nó sôi đã. Sôi liền dở mà. Lâu lắm gia đình mình mới họp mặt đầy đủ như vậy. Đủ rau chưa? Đủ rau chưa vậy? Con để rau vô nha má. Ờ, để rau vô đi, để rau vô đi. Nè con. Dạ. Chị Ba. Dạ. Đem nắp ra đằng sau. Má à, để con gấp cho má nha. Ừ. Mà thôi để con gấp cho ba trước. Chà mày. Nè ba. Này nó lo lắng cho ba nó dữ ha. Con mời ba. Nè má, con rồi, mời má. Cảm ơn con. Ăn đi. Ừ, để đó đi. Má ơi, má, con muốn ly dị. Sao? Sao con muốn chấm dứt hôn nhân với thằng Dạ? Má thì má thấy thằng Dạ cũng được. Bởi vậy cho nên hồi xưa nó hỏi con, má gả liền. Bây giờ mà con quyết định ly dị vậy thì theo má nghĩ, má cần nghe ý kiến của cả hai bên. Nó là đứa hiền từ, lại là con của chủ nhà máy xay lúa lớn nhất nhì ở huyện này. Con còn đòi hỏi gì nữa? Thôi, có tiếng mà đâu có miếng đâu ba. Ủa vậy là sao? Không có sao trăng gì hết á. Thì nói chung là con không thích sống với tên cù lần đó. Chịu nổi không? Hồi cưới á, cũng chính miệng nó hối cưới. Bây giờ nó ly dị cũng hối, là sao? Tôi lớn rồi, tôi tự quyết định. Tôi thích á thì tôi sống, tôi không thích á tôi ly dị. Đó là quyền của tôi. Bữa nay á tôi thông báo á chỉ là thủ tục thôi, chứ cái gia đình này không ai được quyền ý kiến gì cái chuyện của tôi hết á. Mày nói với ba má kiểu đó hả mày? Trong nhà này không có chứa thứ con cái mất dạy như mày nghe chưa? Ủa, xin lỗi anh nha, chỉ có ba má mới có quyền được nói tôi thôi. Anh lấy cái quyền gì chứ? Mày, Vũ, có kia. Thôi con. Anh dám đánh tôi hả? Tại sao mày dám đánh nó? Má không thấy thái độ của nó sao? Mày khôn hồn, về bên nhà chồng của mày lại lục xin lỗi người ta đi. Ủa, anh đạo đức hồi nào vậy? Anh tưởng anh làm gì tôi không biết hả? Mày, thôi. Con này. Cái nhà này loạn hết rồi. Anh nghe em. Anh Sậy hả? Em mới bị đánh. Sao vậy? Ai đánh em? Anh Vũ. Tại sao lại đánh? Chẳng lẽ ở nhà biết chuyện của tụi mình hết rồi hả? Làm sao mà biết được? Tại em. Mà thôi, vài bữa nữa gặp nhau, em sẽ kể hết cho anh nghe. Đi nha. Chào em. Chào chị Thu. Ủa, trời ơi, trưa nắng vậy á, anh tới đây có chuyện gì không vậy anh Tùng? Tôi đi lên ấp trên vận động một số bà con, vài bữa nữa đi thu gom lại mấy cây thuốc trừ sâu đã sử dụng xong, còn quăng bừa bãi ở ngoài ruộng, tập trung lại một chỗ để dễ xử lý. Trời ơi,
Chuyện đó thì thiếu gì người làm. Anh chỉ đạo cho tụi nhỏ nó làm. Đây là công việc ngoài giờ. Tôi thấy một số bà con mình có thói quen sử dụng thuốc trừ sâu xong quăng bừa bãi ở ngoài ruộng, rồi quăng xuống kinh xuống rạch, gây ô nhiễm môi trường, nhất là môi trường nước. Đó là thói quen. Họp mấy lần trước á, tôi cũng có nghe anh nhắc nhở. Đúng, chuyện này tôi cũng đã nhắc nhở nhiều lần rồi, nhưng mà kết quả thì không như mong đợi. Bây giờ phải sắn tay vô làm thôi. Tội nghiệp Tầm Gửi, vừa phải đi dạy học, vừa phải tham gia công tác xã hội. Hồi sáng giờ chú cháu tôi mệt lả người luôn. Anh ở đây, còn Tầm Gửi đâu? Tầm Gửi còn ở trên ấp á. Tầm Gửi cùng một số thanh niên của xã đi vận động mấy đứa nhỏ đang nghỉ học rồi, phải đi học trở lại. Thôi, cũng trưa rồi, mời anh ở lại ăn với tôi bữa cơm nha. Chị nấu cơm nhiều không mà mời tôi ở lại ăn cơm? Ủa, mà thằng Lực với hai đờn đâu mà tôi không thấy? Tụi nó ở ngoài đìa cá, cá cũng sắp bán rồi, cho nên tụi nó có vẻ mừng lắm. Công nhận, mới đây mà mau thiệt. Lứa cá này là lứa cá đầu tiên của hợp tác xã mình xuất bán. Vài bữa nữa tôi với chú Bách sẽ lên huyện lấy quyết định. Quyết định gì vậy anh? Huyện đồng ý cấp đất cho mình xây dựng nhà máy chế biến thức ăn cho cá. Vậy là mọi việc trơn tru rồi. Có nhà máy này á, bà con nuôi cá tụi tôi yên tâm. Yên tâm về cái nguồn nguyên liệu. Một quy trình khép kín, đảm bảo đúng yêu cầu và chất lượng của nhà xuất khẩu. Chắc chắn rồi đây, con cá da trơn của mình sẽ làm mưa làm gió trên thị trường nước ngoài cho chị xem. Uống nước đi anh. Tụi bay tái chi cho mệt, để tao xuống chích cho. Thôi, tụi tao sợ lắm. Đúng rồi. Đang làm gì đó? Đang tái cá. Ủa, cô tới đây chi vậy? Mấy bữa nay các con nghỉ học, cô nhớ tụi con lắm. Thiệt hả cô? Thiệt. Nào giờ, em mới nghe cô giáo nhớ học trò đó. Tụi bay tái chi, để tao chích cho, có gì mà sợ. Nè nè nè, thôi, làm gì vậy? Định chích điện cá hả? Tại sao lại chích điện cá vậy chứ? Con làm vậy á, nguy hiểm lắm á. Làm như vậy rồi cá lớn cá nhỏ chết hết. Cá lớn tụi con đem đi, cá nhỏ để lại cũng chết rồi. Làm sao cá lớn lên được mà cá lớn cũng không sinh sôi nảy nở được. Lấy đâu ra cá mùa sau mình bắt nữa. Đúng rồi. Hồi xưa lúc còn nhỏ, em nghe ba em nói ở đây cá nhiều lắm. Bây giờ càng ngày cá càng ít. Rồi sao mấy bữa nay không chịu đi học? Con không có rảnh, ở nhà nhiều việc lắm. Còn con? Còn con, má con đẻ. Khi nào em con lớn thì con mới đi học được. Thôi, mấy đứa ngày mai là đi học hết, nghe không? Không có được nghỉ học nữa. Để lát nữa cô qua nhà cô gặp cha mẹ cô nói chuyện cho. Bây giờ thì leo lên, nhanh lên. Qua bên kia sông tắm cho sạch sẽ, không có bắt cá kiểu này nữa. Rồi, đi. Đây cô bồng con. Chừng nó chọi trúng con kìa. Mày muốn con cũng học bơi giống mấy anh nha. Bán lứa cá này má mừng lắm. Coi như trời không phụ công lao của anh em mình. Số tiền hôm trước mất coi như là của đi thay người. Mình trúng được cá này á, đủ tiền cho em cưới vợ rồi đó. Nhưng mà em cưới ai? Thì cưới Lan chứ cưới ai. Trời, má có chịu đâu mà cưới. Em ráng cố gắng thuyết phục má,
Em với ma chắc chưa gặp nhau ở một điểm nào đó. Má nói Lan làm cái nghề khó coi, con gái gì mà đờn ca hát sướng. Anh biết chứ, má không thích Lan ở điểm đó. Đã nhiều lần má buộc em phải chia tay với Lan, má muốn em cứ tầm gửi. Ý em sao? Ý của anh hỏi vậy là sao? Có gì đâu. Em biết, em đi guốc trong bụng trầm gửi. Cô ấy chẳng yêu ai khác ngoài anh. Còn em chẳng yêu ai khác ngoài Lan. Chuyện của anh với chị Sen không thành, thôi đừng để chị tầm gửi chờ đợi nữa. Anh hãy cho chị ấy một cơ hội. Nếu mà anh mà cứ tầm gửi thì ước muốn của má coi như đã xong. Anh biết điều đó chứ. Nhưng có lẽ con tim anh đã chai sạn khi đứng trước bất kỳ một người phụ nữ nào, ngoại trừ Sen. Bây giờ anh chỉ biết lấy công việc làm niềm vui thôi. Em có linh cảm con sông quê mình vẫn còn đó. Nước sông vẫn chảy, vẫn đục ngầu một màu của phù sa. Mọi thứ xung quanh gần như thay đổi. Chỉ có anh, cũng đã nhiều lần anh nghĩ đến tương lai, nhưng liệu mình có đem đến hạnh phúc cho người ta được không? Tình yêu phải trọn vẹn em à. Thương hại đó là sự sai lầm, mà hậu quả cả người cho và người nhận đều phải gánh chịu. Em có cảm giác tầm gửi sẽ chịu anh tất cả, miễn sao anh cho cô ấy một chút tình yêu. Đàn ông ai làm vậy? Tầm gửi đẹp, hiền, thật thà, cô ấy xứng đáng được hưởng tất cả những gì tốt đẹp nhất. Vậy là anh vẫn quyết định chờ chị Sen à? Trời ơi, chào không thèm trả lời. Rớt tiền cái đâu đâu? Đồ vô duyên. Vô duyên gì? Tiền trong túi ông á, một xu cũng không rớt nữa mà bày đặt. Ê, mới nói gì? Mới nói gì hả? Ông nói câu gì thì nói nha, không có nói tôi vô duyên nha. Thua rồi rồi, bây giờ quạo, nhìn cái mặt là biết rồi. Tôi có cờ bạc cả đời á, cũng chưa hết tiền nữa. Còn bà á, liệu hồn cái thân à, đừng có xí vào chuyện gia đình của người khác, có ngày gặp quà à. Trời sợ quá, hết hồn à. Gặp quà hả? Cảm ơn nha, cảm ơn ông anh đã nhắc nhở em nha. Có ngày gặp quà. Sao? Gì? Nói sao? Hồi nãy ông mới nói câu gì? Tôi đánh bài cả đời cũng không hết tiền hả? Tiền của ai? Tiền của ai? Hả? Đừng có nói là tiền của thằng rể nha. Trời ơi, sắc. Suy cho cùng á, thằng rể chỉ là người dưng thôi, không có gì mà hay ho mà tự cao tự đại. Chà. Nè, bà đừng tưởng là bà làm gì tôi không biết nha. Biết gì? Cách đây mấy bữa bà lén lút chắc vợ tôi lên chợ thăm con Sen, phải không? Ủa, tôi đi giữa Thanh Thiên Bạch Nhật mà tôi đâu có lén lút đâu. Rồi sao? Làm gì tôi hả? Không những tôi dẫn bà súng đi, mai mốt tôi còn dắt thằng Lực đi lên gặp con Sen luôn kìa. Bà dám? Không dám. Làm gì tôi hả? Dám làm gì tôi không hả? Bà dám? Tôi thưa bà cái tội phá gia can người khác. Thưa đi. Sao? Trời ơi, hồi xưa mình ưng ổng, bây giờ mình thành gì ta? Trời ơi, thành thị nở rồi. Hết hồn à. Thằng quỷ, núp đâu sau lưng tao vậy? Dạ. Ủa, nay ai nhập gì tám mà đứng nói chuyện mình hả? Ông nội mày nhập tao. Vô duyên hả? Ủa, gì chú nhông gây lộn hả? Mày nhìn cái mặt tao hầm hầm sát khí, mày không thấy sao mà còn hỏi nữa. Mày kiếm tao hả? Tao có.
qua nhà dì hai có chút chuyện. Chuyện gì? Chuyện nít người lớn hỏi anh chị. Mày tin là tao lấy cái chai nước mắm tao đổ lên đầu mày, nó văng nước mắm mày tắm tự trên đầu mày tắm xuống không hả? Thì nói chung là qua gặp tía con nói chuyện. Chuyện gì? Chuyện gì? Nói tao nghe chuyện coi. Tình cảm. Chuyện tình cảm của tía mày. Là sao? Là sao? Thì là đang tiến triển tốt đẹp. Trời, tiến triển hả? Trời, không lẽ sao kỳ vậy ta? Dạ chú. Chú gặp con một chút. Dạ. Có chuyện gì không chú? Chú muốn bàn với con một chuyện. Chọn đất để xây dựng nhà máy chế biến thức ăn cho cá. Vậy là mọi chuyện đã diễn ra tốt đẹp hả chú? Đúng. Còn hơn cả mong đợi. Bây giờ chú muốn con đi với chú gặp chú Bách ở bên công ty. Dạ đi chú. Má, chiều nay má với Hai Đần cho cá ăn giùm con một bữa nha. Con cứ đi đi, ở nhà má lo được mà. Dạ. Thôi bây giờ chú cháu tôi đi. Cảm ơn chị, bữa cơm trưa nay nha. Con đi nha má, đi chú. Đây là bản thiết kế mới, đã chỉnh sửa đúng theo yêu cầu. Chà, như vậy là quá tốt. Chúng ta phải tiết kiệm. Bây giờ chỉ còn chờ giấy quyết định ở trên huyện. Khi nào mọi việc xong xuôi, tôi với anh đi coi ngày động thổ. Dạ, tôi nghĩ việc mà xây dựng nhà máy á, thì cũng phải mất ít nhất là 3 tháng. Cho nên bây giờ tôi phải nhờ đến em Lực đi một chuyến. Dạ. Chúng ta phải lên miền Đông mới được. Hợp đồng lại với bà con cho chắc về cái nguồn nguyên liệu chế biến, đúng không? Dạ được, nhưng mà ráng chờ em vài bữa nữa nha, sau cái đợt thu hoạch cá này mới đi được. Được, không gấp gáp gì. Dạ. Người của anh báo lại với nhà em là khi nào qua cân cá. Dạ em cũng rõ nữa, để chút về em hỏi lại má em coi. Nghe báo lại là lưới cá này thắng lớn đúng không? Nói chung là đặt yêu cầu phải không? Dạ cũng được. Sao đợt này anh bắt bao nhiêu bè? 8 bè. Chà. Nè, sẵn tiện tôi báo cho anh một tin vui. Gần 10 hộ đăng ký xin vào hợp tác xã của mình ở đó. Như vậy chứng tỏ là mô hình nuôi cá bè của mình là một mô hình hiệu quả. Có hai chuyện. Thứ nhất là những hộ đã từng vay vốn của hợp tác xã của mình. Dạ. Kỳ này mà thu hoạch cá thắng, họ sẽ trả vốn lại cho mình. Thứ hai là những hộ đã từng nuôi cá bè ở trên sông, nếu như họ muốn phát triển nghề nuôi cá ở trong ao đìa, thì bằng cách là mình khuyến khích họ nuôi cá theo mô hình của tôi vừa nói. Dạ. Chú, với lại con thấy cái số đất ruộng dọc ven sông á, trồng lúa thì cũng được, nhưng mà hiệu quả kinh tế không cao. Hay là sẵn có cái mô hình nuôi cá ba sa trong vuông trong đìa này nè, mình nên khuyến khích, hỗ trợ và hướng dẫn bà con đi theo cái mô hình này, con thấy ổn hơn đó. Có như vậy á,
cái nguồn cá ba sa xuất khẩu sẽ ổn định. Anh á, ủng hộ hai tay hai ý kiến của anh Tùng với em luôn đó. Dạ, kỳ này nha, chú, nhà cũng phải làm 4 điều mới được. Dạ. Làm dữ hả? Tính kiếm tiền cưới vợ phải không? Đâu có, làm thì làm thôi chứ vợ con gì. Nhức đầu uống thuốc chưa? Ai đời trưa nắng mà rủ mấy nhỏ ra bắt cá tắm sông nữa. À, phải vậy mới dụ mấy đứa nhỏ đi học chứ. Thôi, bớt công việc lại đi. Cứ làm vậy hoài, biết tới chừng nào tôi mới có được rể đây. Má sợ con gái của má bị ế rồi phải không? Chứ còn gì nữa. Nè, nếu coi được thì ưng đi con. Con cũng có người theo đuổi á, mà tại con không chịu. Ai vậy? Bữa nào con dắt về cho má coi mắt được không? Người đó má biết á. Sậy đó. Ai cũng được, trừ thằng đó. Mà con cũng cẩn thận tìm cách né tránh nó đi nha. Đừng làm cho nó ghét. Nó hả, là thằng tiểu nhân đó. Má nhớ tới cái vụ nó gửi hàng cho má hả? Nó hại má. Xém chút nữa hả, má đi tù luôn á. Má yên tâm đi, con cũng phải tìm người tốt để con trao thân chứ. Con nè, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Má không có khuyến khích con chờ đợi, nhưng phải tìm cho mình một cơ hội để mưu cầu hạnh phúc chứ con. Dì hai. Cái gì vậy? Bây giờ á, dì hai để cửa hàng cho chị Tầm gửi coi đi. Dì hai qua nhà con có chuyện gấp. Chuyện gì? Tía con bây giờ quá lắm rồi, ổng không có nghe lời con nữa. Trời ơi, mày phải nghe lời tía mày chứ sao tía mày phải nghe lời mày? Thì đó. Mà tại chị Tầm gửi không á. Sao tại chị? Không biết chị nói gì với lại tía em á. Giờ ổng bắt em phải đi học, không cho em nghỉ học. Nè, đi học biết cái chữ là tốt, chứ có cái gì xấu đâu. Thì biết là vậy rồi. Nhưng mà giờ em mà đi học á, không ai lo cho tía em. Tía em bây giờ giống như là người tàn phế vậy đó. Thôi đi, đừng có nói quá như vậy. Chú Cai á, chỉ bị trật xương, nằm nghỉ vài ngày là khỏe lại thôi. Làm cái gì mà trở thành người tàn phế giống như em nói vậy? Tía em nói hả? Giờ ông cảm thấy cũng cô đơn trong lòng lắm. Ông ước gì có người lo cơm cho ông ăn, lo nước cho ông uống, lo buôn lo bán cho ông, lo tất cả cho ông. Bây giờ ông nằm cho con y như là con rầy à, bị trúng thuốc à. Hay quá ha. Tôi nghe tía mày quá ha. Trời ơi. Ê, tính qua đây tán tỉnh rồi cầu hôn giùm tía mày đó hả mày? Chị Tám hả? Chị nói gì tôi không hiểu. Tôi đi guốc ở trong bụng cha con nó đó chị ơi. Tưởng gì Tám về rồi theo con gì hả? Tao thấy mày có hành tung bất thường, tao phải đi theo mày chứ. Thôi, tôi hiểu ý chú rồi. Chú nhỏ, tôi sẽ giúp chú, với điều kiện là chú phải đi học. Dạ, vậy đi. Dì hai đi với con nha dì hai. Mà đi đâu? Dạ đi qua nhà con. Chi vậy? Má, má chạy qua bển chút đi, con coi cửa hàng cho. Đi, đi dì hai. Hồi trưa kho cá cho ông ăn, quên lấy cái mật ra, đang nhét như thuốc. Ông ăn không được luôn. Trời ơi, hèn chi mày lớn hoài, mày lớn không nổi à. Cái thằng này kho cá mà để nguyên cái mật ở trong nó đắng ngát làm sao mà ăn. Hèn gì. Ý, trời ơi, bữa nay mọc râu rồi kìa trời. Lớn được chút rồi đó. Tao phục tiếc con mày quá à. Đi. Nở nè má. Dạ, đi với con nha. Đi. Dì hai, cho con trả thuốc nốt nè. Trả tiền. Dạ, cho con ơi. Thôi cho nó đi má. Dạ. Thôi đi đi. Đi dạ. Cha con mày quá. Chà, cái vụ này có bộ tiến triển tốt đẹp đây. quên. Bán cho dì cái hộp nhựa nhỏ nhỏ để đựng ba cái đồ lặt vặt coi. Dạ. Với lại cái lẩu seafood luôn con. Dạ. Nhiêu đó Tầm gửi? Dạ 107 ngàn.
Ừ, Tâm gửi nè. Dạ. Hôm nào con rảnh á, đi lên thăm con Sen một chuyến đi. Thì con cũng tính như vậy đó. Nhưng mà nhiều việc quá. Từ hôm đám cưới tới giờ, con biết là con Sen nó không có về lần nào hết trơn á. Nè tiền nè con. Tội nghiệp con nhỏ. Chắc là nó muốn chạy trốn tất cả đó mà. Thôi, dì về nghe. Dạ. Từ buổi quen nhau em thường kể cho anh nghe chuyện màu xanh trên dòng sông Dàm Cò. Kỷ niệm quê hương hay tình em đó rồi năm tháng xa nhau như con sông nhỏ trong lòng. Dòng nước trong xanh soi ánh trăng rằm. Mấy mươi năm sông cùng ta ra trận, là bấy nhiêu lần chở nặng chiến công. Màu xanh quê hương lớn lên trong bom gầm pháo dồi. Nắng dài mưa dầu có tình mẹ chắc chiêu. Dòng sông tôi yêu chở nhiều nhung nhớ. Con nhỏ này hát hay á mày. Nhìn tướng nó đó, tao cũng thấy đã nữa. Đây không phải bài ruột của nó. Mày mà nghe bài ruột của nó, mày ghiền luôn á. Bài gì? Gánh nước đêm trăng. Vậy hả? Được. Lát nữa tao kêu nó hát bài đó. Dàm Cò yêu thương như tình em gái nhỏ, vẫn ở bên anh không rõ từ bao giờ. Lòng ngang ngơi chung thủy đợi chờ. Quê hương em là bài thơ bất tận, trung dũng kiên cường đánh giặc toàn dân. Qua Dàm Cò đông bỗng nhớ về Tân Trụ, hỏi nơi nào không mang kỷ niệm quê hương. Mất mát đau thương càng cao giọng hát, cay đắng mặn nồng vẫn thơm ngát tình em. Sắc son mến yêu. Dòng sông quê hay dòng sữa mẹ hiền, chở che bơm đạn nuôi đàn con thơ tháng năm. Hàng dừa nước lung linh ru mình trong nắng mới. Xuân đến xuân đi mấy mùa chờ đợi, thời gian ơi chờ nỗi mong chờ. Tình quê hương không bến không bờ, nơi chưa đến chưa quen mà sao thấy nhớ. Miền Hà bây giờ chắc vui lắm phải không em? Tiếng hát đêm đêm của đàn em nhỏ. Dàm Cò đông ơi Dàm Cò đông, có phải máu cha ông đã mấy lần rơi đổ, cho mảnh đất Long An rạng rỡ tên vàng. Thank you.
anh sẽ giữ cho quê hương màu xanh cho dòng sông dằm cỏ, giữ em đêm kỷ niệm tuổi thơ, giữ cho Long An bài ca thương nhớ, giữ ánh trăng vàng, giữ ngôi sao nhỏ quê ta. Nghe tiếng em ca trên dòng sông dài phong, lòng lâng lâng như giấc mộng ban đầu. Ở tầm sông Hồng em có biết quê hương anh cũng có dòng sông, em mãi gọi với lòng tha thiết, dạm có đông ơi dạm có đông. Hai bạn ấy đi đâu vậy? Nguyên ở đây đi. Cảm ơn những tràng pháo tay của chị. Và tiếp theo chương trình hôm nay bà là bài Gánh Nước. Tối nay tôi muốn song ca với cô em này, xin bà con cho tràng pháo tay ủng hộ. Sao rồi vậy đi? Mày là thằng nào vậy? Dám xí vào chuyện của tao hả? Người ta hát phục vụ, nếu lịch sự thì ngồi dưới mà nghe. Còn quà quán kiểu này, quán này không tiếp. Mày ngon lắm. Cái thằng này. Từ từ đã. Em nhớ mặt của anh nha. Kính thưa quý vị, không có chuyện gì đâu. Và bây giờ tiếp theo bài Lá Trầu Xanh của soạn giả Diễn Châu, xin được phép bắt đầu. Chỉ sợ người yêu chờ đợi buồn phiền, dõi mắt kiếm tìm giữa buổi chợ tan, lỡ chuyến hẹn hò tình duyên đôi lứa. Vậy mày làm gì vậy? Mày bị sao vậy? Đêm nay ta phải luộc con chó đó một trận. Nhưng rồi một hôm mưa buồn xóm chợ bên đang nghe thằng là bất hức. Gì nữa đây? Rồi mày giúp tao không? Giúp gì? Cho thằng nhãi đó một trận. Trời ơi, tao không muốn dính tới chuyện này. Tao đã nói với mày rồi, nhậu xỉn để làm ơn ngủ ở nhà giùm tao cái đi. Đi theo tao với thằng Tửng vô quán Đờ Ca Tài Tử làm cái gì? Rốt cuộc mày sợ thằng nhãi đó chứ gì? Tao chỉ muốn được yên thân thôi. Còn mày? Tao đi về ngủ. Ngủ gì ngủ? Hôm nay tao phải cho thằng nhãi đó một trận. Nó có quyền gì? Nó có quyền gì làm mất mặt tao trước bàn dân thiên hạ hả? Hả? Mày á, tất cả là tại mày hết á. Nếu như mày cư xử lịch sự thì đâu có chuyện gì xảy ra. Mày nói sao? Lịch sự hả?
lịch sự với con hát đó hả? Tao nói cho mày biết, tao chỉ cần bỏ ra 1 triệu thì tao có thể ngủ với nó tới sáng. Mày đặt làm giá. Thôi, mày muốn gì thì tự ở lại giải quyết đi. Tao với thằng Sáu đi về. Tao nói trước nha, có chuyện gì thì tự chịu nha. Đừng có nói là đi chung tao với thằng Tử đó. Đi. Điên. Đồ nhát gan. Thôi, khuya rồi, em vô ngủ đi. Khoảng 4 năm bữa nên qua. Sao lâu vậy? Vài bữa nữa phá bài cá, đợt này trúng lắm. Tới bữa con cá, em nhớ qua chơi nha. Em sợ má anh. Không có gì đâu, từ từ rồi má sẽ chịu. Anh về nghe. Dạ. Chia tay xong chưa? Mày muốn gì? Muốn gì hả? Trời ơi! Anh hai! Thank you.